Ờ, nhỏ đẹp dữ. Dạ, bác ngồi bác. Dạ con ngồi đi. Bác ngồi đi. Nhà tao mở gì mày? Ngồi. Bà vợ tôi bà yếu lắm ông anh à. Ờ chết. Chị nhà sao anh ha? Bệnh nặng. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Thôi đừng buồn nữa con, ngồi xuống đây với vợ tương lai của con đi. Rồi chị nhà nằm ở đâu anh? À, nằm đâu hả? Nằm giường. Nằm ở trên giường. Ủa anh ơi. Hả? À? Không lẽ bình thường bệnh nằm đất ha? Đây má nó, tụi bà nó, mà tôi không biết bà. Ủa gì? Ủa? À, vợ tôi đó. Đi đi. Nè. Nhanh chú ơi, đi vào đây nhanh. Cái gì vậy? Nhanh lên. Nhanh lên chú. Vậy rồi con nói chú hôm nay bỏ chạy xe đi. Hồi sáng giờ ta chưa có khúc nào tự nhiên bỏ chạy xe, cái nghề của người ta xe ôm mà bỏ chạy xe. Thì bữa nay là nghỉ một bữa đi, lâu phải nghỉ bữa chứ chú. Mày muốn đi giao hàng hay là chở ai hay sao? Cái này nó còn hơn cái đó chú ạ. Cái gì mà hơn? Cái này quan trọng lắm, chú ngồi đây, ngồi đây con nói. Sao? Rồi, con có chuyện muốn nhờ chú. Sao? Thôi, chú khỏi ngồi đi. Chú dài đứng cho con. Gì vậy mày? Chú cứ đứng đây đi. Ba! Ba ơi, ba! Cái gì vậy mày? Tao chưa có vợ nha mày. Vợ nào? Cái ba gì? Ý là ba của con đó, ba. Ba. Tao là chỉ có con rơi mà không có mày. Thằng tào lao. Cái gì? Trời ơi, chú không hiểu nữa hả? Cái gì? Bây giờ con nói thẳng chú luôn nha. Cuộc ngồi này nó không sang chú ạ. Con nó người yêu con yêu nhau nè. Bữa mày là... yêu nhau kệ mà chứ nhắn tới tao. Dính chú. Thôi tao đi về tao chạy xe. Ê chú. Cái gì? Chú là cả cuộc đời của con đó. Chú mà không giúp con không biết phải làm sao luôn. Đau hả? Đau. Bây giờ chú hiểu tình hình chưa? Chưa. Thì hôm nay người yêu con dắt ba tới đây. À, rồi hiểu rồi. Dạ. Đây, tao lái xe. Đâu có. Lái xe chở ba người yêu mày về đúng không? Không có, ba người yêu con làm sao mà chạy đi xe máy. Chứ sao? Con nhờ chú chuyện này được không? Nói. Làm ba con đi. Để làm gì? Để ra mắt ba người yêu con. Nhá. Má mày đâu? Má con ở dưới quê mà đang bệnh nặng lắm bác. Cho nên là bây giờ mà không có lên đây kịp được. Mà bây giờ người yêu con dẫn ba qua gấp quá. Bây giờ con chỉ còn có chú thôi. Chú là ân nhân, là cả cuộc đời của con. Bà già bị bệnh không lên kịp hả? Dạ. Mà ba người yêu con bận lắm. Chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cực kỳ lớn, một tập đoàn luôn. Là chỉ rảnh được đúng ngày hôm nay thôi. Vậy thì giờ tao làm ba mày. Đúng. Thay cho má mày để nói chuyện với lại giống như là ông xui đó. Đúng. Ông xui gặp ông xui đó. Dạ. Nói sao mày? Nó ơi, chú chưa làm ba bao giờ hả? Tao chưa có vợ. Thôi bây giờ từ từ bỏ cái mũ ra đã chú. Nhìn nó không có sang chú ạ. Đây, con chuẩn bị sẵn rồi. Đó. Bỏ cái áo sơ mi ra chú. Ừ. Khoác cái vest này vào. Mặt con nó sang, con sang trọng, ba con cũng phải sang trọng chứ. Mình nói vậy nó mặt nó quét tao biết. Đâu mày? Đấy, ống bên này. Đấy. Đó. Thêm cái mũ nữa chú. Ồ, nhìn cũng nghe. Ngon mày hả? Trời ơi, sang trọng quá cái đôi. Rồi, cảm ơn bộ đội nha, về nha. Thôi. Mặc đồ rồi chú đi về là sao? Nói trời thôi. Hả? Nhiều. Nhiều. Gì mới có thỏa thuận chứ. Nhiều. Triệu. Gì? Một triệu. Chú chạy xe ngày được có 150-200 mà. Bữa 150-200 là thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chủ nhật tao chạy toàn 5 triệu không đó. Hả? Được thôi về. Ê. À, 4 triệu. Thôi tao về. Ê, được rồi. 4,5 triệu. Bao cơm. Nha. Trời. Một tiếng rồi nha. Một tiếng, đúng. Quá. Một tiếng. Overtime là thêm 5 triệu. Dạ, dạ. Ừ. Đó. Rồi giờ sao? Khi nào họ tới? Tới rồi chú ơi. Đây, dẹp dẹp đây. Mày phải dẹp ở đây chứ. Dẹp được rồi bớt như sao? Chờ anh xíu. Đây. Em. Con mời bác ngồi ạ.
ngồi đi em. Ba. Chào bé. Chào ông anh. Xin chào. Qua đây đứng con. Dạ. Rồi, chào. Giờ làm gì? Dạ, xin giới thiệu với ba, đây là người yêu con. Còn đây là... Mời mà ông anh ngồi. Chào ông anh. Ngồi, ngồi. Dạ. Bắt tay hoài cha. Thằng gái hả? Dạ. Nhỏ đẹp dữ. Chào con. Bác ngồi bé. Dạ, con ngồi đi. Bác ngồi đi. Nhà tao mở gì mày? Ngồi. Chẳng giấu gì bác cũng như ba, tụi con thì yêu nhau cũng đã... Alo, alo. Hả? Giao gà hả? Dạ. Mấy con, mấy con. Ok, kêu khác chở đi, đang ngồi rồi. Gì chúa? Bên cái hệ thống nhà hàng chủ thức ăn của tôi á đang thiếu đồ ăn nên phải giao gấp qua mấy container. Vậy con đã nói ba rồi, cái việc đó cứ giao cho nhân viên đi. Việc có ba có phải động tay vào làm cái gì? Tao không giao, ai giao mày điên hả mày? Ủa Nguyễn sao sao nói ba con làm in ấn mà sao giờ giao hàng nữa? Mình là công ty logistics. Logistics. Con tên là gì? Dạ. Con tên là gì? Tina. Tina. Thì bây giờ cháu con tôi đã lớn, đã đến tuổi trưởng thành, tuổi cập kê. Thì tôi thấy là hai đứa nó thì cũng ok. Thì gì? Cho nó, ông anh hả, cho nó quen nhau chứ. Thì bây giờ nó lớn rồi thì, đó. Thì nó làm cái gì nó làm, miễn nó vui là được. Nhưng mà tôi đang thắc mắc. Ủa? Rồi mẹ con đâu? Mẹ anh đâu? Đúng rồi, thì cái gì cũng phải có người lớn chứ. Bà vợ tôi bà yếu lắm ông anh ạ. Chết. Chị nhà sao anh ha? Bệnh nặng. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Thôi đừng buồn nữa con, ngồi xuống đây với vợ tương lai của con đi. Rồi chị nhà nằm ở đâu anh? Nằm đâu hả? Nằm giường. Nằm ở trên giường. Ủa anh ơi. Không lẽ bình thường bệnh nằm đất ha? Là bệnh nằm ở chỗ nào, ở đâu, có gì tới thăm hay sao chứ? Đúng không con? Đang nằm ở trong bệnh viện ở Chắc Cà Đao á. Chắc Cà Đao? Ở núi Sam, núi Sập á. Vậy đó hả? Ở dưới quê. Bây giờ như vậy nghe. Bây giờ thôi mình gác lại cái chuyện cưới hỏi này đi. Đúng rồi. Đó, đúng hai không? Đứa đi về thăm mẹ đi. Dạ không. Rồi bây giờ cầm 50 triệu về dưới ha. Có gì lo, rồi có gì rồi, không đủ ba. Rồi về. Ơi, ba. Hết giờ. Ba chưa, mấy người. Overtime. Ba chưa. 5 xị. Thêm 5 xị. Không về. 5 xị thêm. 5 xị. 5 xị là sao? Không. Thì uống thuốc á, mẹ phải có những loại thuốc phải uống 1 xị. Có những loại thuốc uống 5 xị. Thuốc này là thuốc 5 xị. Ơi, bây giờ vậy, cháu cũng đã lớn thì giờ cho cháu nó qua lại với nhau. Rồi sắp tới Noel á, làm đám cưới luôn. Dạ. Ừ. Tôi thấy cũng được nhưng mà qua Noel được không? Tại vì Noel người ta đi chơi sợ người ta không đi đám cưới. Đâu, mình người ta vẫn đi chứ, mình đãi dân sân vận động thống nhất á. Dạ. Mướn sân vận động nước mình đãi. Vậy hả? Khách vừa vô là mình đóng cổng là trực thăng thả đồ ăn xuống. Con tuổi gì? Dạ, con tuổi khỉ ạ. Con tuổi gì? Con ở bên bệnh. Bạn tôi cho không mới tính tuổi. Tội nghiệp là ở nước ngoài hả con hả? Dạ con chia. Mà bây giờ là vậy tôi thấy cũng được đó, mà mình làm sân vận động. Làm sân vận động. Bây giờ đãi mấy bàn? 2-3 ngàn người thôi. 2-3 ngàn người hả? Thì vậy là cũng có 100 bàn hơn đúng không? Dạ. Đó. Nhưng mà quan trọng tôi thấy hai đứa này nó không yêu nhau. Giống như giả vờ yêu nhau vậy. Ôm nhau cái coi. Ôm nhau. Trời ơi má, tụi con yêu nhau mà. Mình đứng rồi đứng. Đứng ra, đàn ông cái gì? Đứng ra. Là sao ba? Đàn ông cái gì mà tên gái là... Bây giờ có ba ở đây làm sao con dám thể hiện? Mày cứ thể hiện đi. Đàn ông gặp gái là mình phải ôm nồng nhiệt vô, hiểu không? Đấy. Nhỏ thơm. Nhỏ thơm đi. Thì chỉ đàn ông rồi chỉ nó. Rồi thì bây giờ là cuối cùng là tính là đãi sân vận động 100 bàn. Rồi xong ha. Rồi xong, vấn đề đó. Nhi. Hết giờ. Ngày cưới nữa chứ. Năm chị nữa. Noel đúng không? Năm chị nữa. 1 triệu. 6 chai. 6 chai. Cái gì 6 chai? Bây giờ bà bệnh nặng quá uống 6 chai. Người đây là cái túi mẹ. Nước mà đẩy 6 chai nước biển chứ trời. Mẹ con không còn sống được lâu nữa. Mà cái ước muốn của mẹ con là trước khi nhắm mắt, mẹ con muốn được nhìn thấy con lên xe hoa đó. Cho nên là con... Rồi vậy rồi tôi tính rồi. Cho nó cưới liền đi. Bỏ cái vụ sân động luôn. Không đẩy 100 bàn. Vô bệnh viện đẩy.
kế bên giường mẹ con luôn, để cho mẹ con thấy có gì sao một cái đùng một cái là mẹ con đi luôn cũng được nha. Hay được không? Đây. Không hay được không? Yên tâm, cái ngày đó là tôi sẽ lấy chiếc xe ôm tôi chở chiếc xe của tôi. Xe ôm nè, ý là mình rước dâu bằng xe ôm cho nó lạ. Đấy, đúng rồi ạ. Rước dâu bằng xe ôm cũng được á. Cứ người chở người đó. Đó đúng rồi mà. Ai vậy? Ai vậy? Mở cửa con. Mở cửa cho khách vô kìa. Mở cửa trời ơi bội quá mày ơi, nặng quá ù trà ù ta trời ơi nặng trời quá ơi. Trời ơi anh trời đông vui ha. Trời ơi mày thằng thiệt á, trời đánh thánh năm mà nha quỷ. Mày nói mày đoán má rồi, cuối cùng cái mày bỏ một mình anh tao đứng ngoài bến xe. Ủa tao nói chài nó đi qua đi lại nó cua theo quá trời quá đất á. Tôi nói là phải quá hả? Tôi mát ra chào ông anh. Hết rồi hả? Phải rồi hả? Phải rồi. Chào. Khoan nè. Ngồi yên vị trí lại coi. Hả? Vụ gì? Mình tính cái này lại coi. Ông này là gì của thằng này? Đây là gì đó? Đây là má con. Tiếp tục đi hả? Rồi chị. Nhà đâu? Gì? Ủa, nắc vậy con, pha bình trà nóng coi. Khoan, dừng có chuyện đây. Xác định, ông này là gì của thằng này? Đây là má con ạ. Má. Nhưng, ông này. Dạ, đây là má con. Ông này nè. Ông này hả? Ông này ai trả lời ông kìa? Ủa bà chị là ai của thằng này? Tôi má nó. Thì phải biết ông này là ai chứ. Đây là... Ông này là ai, mắc gì tôi biết. Nè nói lại nè, ông này là ai của con? Ba. Đây má nó, tôi ba nó, mà tôi không biết bà. Ủa gì? Vợ tôi đó. Đi đi. Nè. Ủa cái gì kìa vậy? Nè Khoa nghe, nhà mày nha, mày làm gì vậy Khoa hả? Tự nhiên ở đâu lầu ra ông nội này làm ba mà vậy Khoa? Sao tao không biết vậy? Dạ tại má chú là chú thôi, nhưng mà tốt với con quá cho nên là con mới nhận làm ba nuôi. Để tao thưa ông anh. Dạ. Gia đình tôi có một quan hệ phức tạp. Dạ. Nhưng thương nhau lắm. Dạ. Tôi là ba của nó. Dạ. Nó đây là má của nó. Dạ. Hai chồng tôi cũng mười mấy năm trời rồi. Cái gì? Chia cho 2 triệu. Tôi chia cho 2 triệu. Im đi. 2 triệu ít quá. 3 triệu đi. 3 triệu. Ok. Bác bệnh khỏe hả bác? Khỏe rồi. Bây giờ ổn định rồi. Đó. Bị bệnh gì mà vô mấy chai rồi nè. Chết chưa? Ủa mắt bác đâu có bệnh gì đâu. Ủa là sao? Ông anh là ai? Đây là ông xui của hai chồng mình đó em à. Ủa? Hả? Anh xui đó. Trời đất ơi, dạ nãy giờ tôi không biết, thất lễ với anh xui quá. Dạ, tôi nãy giờ tôi nói chuyện với ông mà. Thôi giờ đừng nói gì nữa. Có đem thêm gì không? Đây có. Ở gì vậy? Ở dưới quê lên, ta nói đâu có cái gì đâu, có mấy con khô. Wow. Coi như ta nói là khô cá sặc á. Trời ơi. Nó thúi mà càng thúi ăn càng ngon nha. Ăn khô này chắc sặc chết à. Còn cái này là, cái này là ở vườn nhà. Đó là trồng mà bao nhiêu là. Nhưng mà tôi nghe cái mùi thúi không phải từ khô. Thúi quá. Từ đâu? Rồi giọt khô nó án vô chứ. Hồi nãy đi cầu cá cha. Không có, nó chạy. Không, nó giỡn. Nó chạy thôi chứ bà vợ tôi bà dễ thương lắm. Ủa là sao? Khoan nè. Thôi giờ nhậu ngồi xuống, mọi người không nhậu nhẹ. Ngồi xuống hết. Ủa? Ngồi xuống. Cái can người ta lai cá khô sao nó hâu dữ vậy? Không có. Để chung à? Để chung thôi. Thằng này nói lại rõ ràng coi nè. Ở đây là ai? Tôi ạ. Đây là ba con ạ. Người bên kia là má. Má bà vợ tôi. Hai người này là hai vợ chồng mà, có không gì đâu. Không có gì. Không phải hai vợ chồng. Đúng không? Bà này xác định lại, ông này phải chồng bà không? Tôi xe ôm. Ba thằng này hay là nãy giờ nó mướn? Ba nó đâu? Ba nó chết rồi. Ủa? Tôi lái xe ôm. Xong rồi nó nói là vô đây làm ba nó giùm. Rồi nó nói mẹ nó bệnh sắp chết, ai biết. Ủa là sao ta? Ủa là sao Khoa? Nãy giờ má không hiểu gì hết trơn hết trời vậy con? Đúng rồi, ủa sao kỳ cục? Thôi cũng đừng trách đó. Nó cũng chắc là con cứ nỗi khổ. Thì coi như hai tuổi bà hai vợ chồng cũng được mà. Thôi nè. Bà già mất nết à. Cái gì mà kỳ cục vậy trời ơi? Tôi là mới là đi coi mắt thôi mà đã gạt nhau như vậy rồi. Rồi mới mốt lấy con tôi về rồi gạt sao nữa? Tôi không còn biết chuyện gì xảy ra trong gia đình này, 6 chai là phải đưa. Ủa 6 chai gì? Mượn tôi nó trả 6 triệu đó chứ bộ tưởng giỡn hả? Cái chuyện gì vậy Khoa? Cái chuyện gì vậy Khoa? Má
mày còn sống mà mày nói má mày bệnh gần sắp chết rồi mày bỏ tiền ra mày mướn người ngoài vô làm cha mày là sao khóa? Dạ tại... Tại cái gì? Tại... Mày quỳ xuống đó! Xin phép anh cho tôi dạy con tôi chút xíu, mày quỳ xuống cho má! Quỳ xuống đi! Mày quỳ xuống nha! Có lỗi phải nhận lỗi, ông quỳ xuống luôn! Liệu liệu ông đứng lên chúng tôi chưa xử không có được dẫn mặt chứ xui tôi nha. Chị dạy nó tiếp. Mày trả lời cho má đi, tại sao lại như vậy hả? Tại sao mày bỏ tiền ra mày muốn người ngoài vô làm cha mày là sao? Má mày còn sống sờ sờ mà Khoa. Tại con sợ xấu hổ. Thì sao con xấu hổ làm sao Khoa? Tại mày nói gì? Mày xấu hổ hả Khoa? Ủa từ nhỏ tới lớn má mày cũng đi làm ăn đàng hoàng nuôi mày mà má có ăn cắp ăn trộm hay má làm cái gì xấu xa mà mày xấu hổ con? Má có làm gì bậy bạ đâu. Dạ con không có, tại... Tại cái gì? Hay là tại vì mày chê má mày nghèo quá ha? Bây giờ mày là ông này ông nọ rồi, rồi cái giờ vợ mày cũng cao sang ha? Mày chê má nghèo má làm mày quê mặt. Thôi không mấy thôi đi, mày muốn má bệnh má chết cũng được, thôi má đi về. Khoan má ơi, về chị về tôi chở chị về quê. Anh điều thôi đi. Làm sao mày nghĩ tôi thoát vai ra đi được không? Bây giờ cái me ôm hôn má hôn má còn hoài. Là mày đó mày ta... mày bắt đầu cho ổng á. Tao đâu có muốn, tao chú... không hề muốn. Chú rất muốn. Tao vì đồng tiền. Tại sao vậy hả? Tại gia đình bác giàu quá, giàu có sang trọng quá. Mẹ con thì ở quê thô lỗ, rồi nói năng nó không được lịch sự, cho nên là con bữa nay con chỉ, tại bác thời gian bận quá, bữa nay con chỉ thuê chú một chút xíu thôi để nói chuyện cho đàng hoàng thôi, còn mấy bữa sau từ từ con nói chuyện với mày, má con mà. Mày sai nè, tao là một thằng xe ôm, tao nói chân thành nè, tại sao mày lại đi coi thường một người má như vậy? Em bỏ nó đi với anh. Ai con sao? Con nói bây giờ, con nói là má con bây giờ quê mùa quá, nói năng không có rành rọt, nói năng phan ngang bữa củi quá, đúng không? Con nhục hay sao? Hả? Ai nuôi con nên người? Ai nuôi? Cũng cái tụ phan ngang bữa củi đó mà nuôi con tới ngày hôm nay đó. Mà bây giờ con quay lại con nói làm sao? Hả? Người dân quê mình chân chất vậy đó, được không? Con không chịu hay làm sao? Đừng bây nghe. Giờ đó không có cưới hỏi gì nữa hết. Đúng. Thôi ông anh ơi. Dạ không? Đi về. Ông anh. Tôi xin ông anh. Thôi mũi dạy lái chịu đòn. Không có lái chịu đòn hết. Tôi không muốn cho con tôi lấy một thằng con rể không, như vậy. Không anh đi. Ơi, con tôi nó sợ là nhiều khi anh về anh đi. Chơi tôi nghe. Tôi chở anh về. Hai trăm. Tôi có xe hơi riêng. Nè, để tôi giải quyết chuyện gia đình. Tôi nghe con tôi mà mất vợ là tại ông đó. Tại sao anh lại lừa dối tất cả mọi người như vậy? Tại anh sợ gia đình anh không xứng với gia đình em. Tại sao mà không xứng? Chúng ta đều bắt đầu từ con số 0 mà. Khi em gặp anh em cũng nói với anh là em không có mẹ. Thôi, gia đình mình bỏ qua. Bỏ qua mọi thứ đi. Cuộc sống mà. Thôi xin phép về. Xin phép về cho gia đình ở lại nói chuyện nha. Cho xin bình khô. Về ăn. Cảm ơn. Đi con. Lắc nhắn số tài khoản với chị Khoa. Đi. 6 triệu. Đi. Mày ngu quá con. Mày chê má mày nghèo thô lỗ mà đi mướn ông nội chạy xe ôm. Hơn tao chỗ nào. Bây giờ như vậy. Con chị làm vậy là tôi không có tin tưởng con chị nữa rồi. Thôi mà ông anh. Nhưng mà bây giờ vì chị, tôi thấy hoàn cảnh gia đình chị, rồi cái tình cảm của chị dành cho con chị. Chị là người đàng hoàng chứ không phải là người bậy bạ, hiểu không? Thì bây giờ tôi cho một cơ hội nữa, là hai đứa quen nhau lại từ đầu, tìm hiểu nhau lại đàng hoàng rành rọt, hiểu không? Không lừa dối nhau nữa. Bây giờ chút xíu chuyện gì lừa dối mốt về ở cả đời lừa dối cỡ nào nữa, đúng chưa? Mà ông anh có chê gia đình tôi không? Tôi chê là tôi đâu có cho con gái tôi quen. Tôi biết. Xe đụng ông hang gì nữa. Vô đây nói chuyện. Chứ quầy đứa nào lấy mẹ đâu.
Chúc đền chưa? Chưa? Thiệt á, ông xe ôm mà làm như làm tiền dễ sợ luôn à. Chào chị. Trời đất ơi à. Khoa, giờ sao? Mày còn xấu hổ gì má mày nữa không? Con xin lỗi má. Má tha lỗi cho con nha. Từ bây giờ con không bao giờ như vậy nữa đâu. Thưa quý vị các bạn thân mến, chúng tôi vừa làm một cái tình huống nhỏ nhẹ đơn giản nói về cái sự mặc cảm của những người con, nhưng mà điều đó là điều sai, vì cha mẹ mình dù gì vẫn là cha mẹ mình, gia đình mình dù gì vẫn là gia đình mình. Cái sĩ diện nó không bao giờ nó bằng cái tình cảm của mọi người trong gia đình đối xử với nhau. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow.